kiểu như là vị khách không mời mà đến nha. Quân dậy, soi cái đằng biên cái thấy nó bật pha lên, mấy anh quân gọi nhau dậy, cái vây bắt nó, cầm con dao nha, mỗi người một con dao, cái thấy rượt nó chạy tít trên đầu này. Ngày đêm hôm thì mấy anh quân đang ngủ đây. Đã nhỉ, chơi cả cục to luôn. Chơi cục to mới đã. Phải lại đi cũng trong ngày. Bọc tay luôn, ăn tay Bọc tay ngon ngon. hơn. Ngon. Dài lắm. Cầm sắc to xin nữa là khó. Không, không đứt nổi luôn. Cần thức ăn nó đi dài, nó ăn ngon hơn. Quân chào cả nhà mình nha. Hôm nay Quân xin cập nhật tình hình với cả nhà mình là Quân lại tiếp tục về rừng nha. Hôm nay thì lên rừng, Quân mang cái chiếc xe này đi lên rừng và cùng một ông cậu với lại một ông anh. Ông anh thì đang chạy phía bên kia để lấy hàng mọi người. Chủ đề của anh em Quân là chủ yếu tối nay đi tìm hàng sóc nha. Có gì thì Quân sẽ quay cho mọi người mình xem nha. Đây mọi người. Phía sau Quân đồi nó còn rất là xa nha. Chạy một đoạn nữa thì anh em Quân sẽ để xe lại và đi bộ. Chắc phải được tầm 2 đến 3 tiếng đồng hồ đi bộ thì mới tới nơi nha. Chắc phải tầm tới tối mọi người. Bây giờ cũng là 1 giờ chiều rồi. Nãy giờ lên dốc được hơn 30 phút của mọi người. Tôi đây nghỉ xí đi. Lên dốc không? Đến đây được nửa đường chưa cậu? Còn dốc nữa hả? Ừ, còn dốc 2, 2, 7 dốc, 3 dốc. Một đợt như thế. Các kiểu gì đi lên nữa phải tầm 2 tiếng đồng hồ nữa. Nhưng mà đi nhanh ở đó mình đi chậm hơn đấy. Đi từ từ, đoạn nào mệt thì nghỉ. Ừ. Cứ từ từ thôi. Cái rừng này bữa nay vào yên tĩnh, trời. Không có gió. Mà mùa này là cũng ít nghe tiếng ve. Kèo dưới kia cậu. Kêu cả bầy dưới kia luôn. Tại vì đây là cái đường ruộng mà có hai cái đường mà mình chạy đi xuống đi lên lên dốc ở đây đúng không? Ừ, chỗ cái đà này à. Ừ. Khi nếu mình về tối nay thì mình đi thẳng cái đường đó về. Mình về lại hay là mình qua đường khác đó, về? Đi thẳng dưới kia luôn. Đi xuống thẳng luôn. Ừ, đi thẳng luôn đó. Chỗ mình đợi cho tèo này đường. Ừ. Đi lên đó, đường đi, đường ngã hai. Cái đồi lên đây giống như kiểu là đỉnh luôn rồi cậu ơi. Đến chỗ bằng này.
bàng luôn. Hồi xưa họ hay đặt lưới trên này bắt cái chim chim nhông á. Con nhông á. Con nhông đi thẳng qua cái con. Tối thui luôn. Đi này mà không gặp con nào cậu ơi. Đi sớm sớm mình gặp mấy con chim rồi á. Chỉ giờ tối lắm, mấy con chim giờ này là về ngủ hết rồi. Có cái cây nào có trái mình ngồi mè được. Này có mấy quả này nó mới ăn mà. Đây cũng nghĩ là nó ăn lúc sáng nha. Con sóc. Đi tích nè. Rồi giờ đốt lửa lên, ngồi nghỉ đi. Không có cái gì nhăm nhè cậu ơi. Buồn buồn như miệng. Giờ chả chị vào đây mình sẽ nhận được những dòng dễ vô trong hành cái dễ đầu tiên như một chú chơi mấy cái chân đi mà sẽ ở kia lấy đầm đi hết cái này đều phải lấy chỗ để về chỗ trống măng hù cày cái khò đi vào rừng này trời mưa rồi đồ chụp lửa này kia cũng nhanh. Trời mưa nó dễ, phương tiện hơn. Bật lửa là hồi trời mưa nó khó. Nó ướt lâu quá. Đúng rồi. Quá tiện. Một bình nó còn 8.000 nữa. Một bình à? Với lại họ cho cái luôn cái đầu này luôn. Cái này mình mua. Mua riêng nữa hả? Mua riêng. Mua tự đặt cũng bạn. Thế được cái bình khi nào hết là mình mua thay không? Ừ. Hết cái này mình mua lại. Một bình 20 mấy ngàn. 20 mấy ngàn. Đấy, tiện mà đi đâu có nạn đâu. Chỉ bao giờ ba lô đi rồi nhẹ tâm. Cái dữ cắt bỏ đây này nhằm nhè chi rượu đi rượu ngâm mang hôm qua luộc nhiều ăn gần hết rồi. Ngồi lai rai tí đi canh khi nào à, trời tối tiếp tục. Anh tao mở hàng đi. Cậu trước. Cậu là phải trước. Đó sao được. Nắp cũng được. Làm nắp. Không giống như xăng vậy. Xăng dành cho con người. Vào rừng còn gì bạn. Đổ. Sợ đổ mất. Thân xong anh tao. Đó. Thì mà đi sớm sớm được mấy con chim đồ. Đi trễ quá. Mà nếu mà chẳng ta là chắc cậu gần sắp xếp
chạy về nhà lấy cái đó ngồi bàn. Bàn cà phê sáng. Cậu còn mấy gói cà phê ở nhà không? Còn thôi. Nãy quên mua cà phê. Ba gói với đèn. Quân chào cả nhà mình nhé. Đêm hôm thì bên em quân đi thì không được con gì hết. Tối hôm thì ngủ luôn ở dưới đất này luôn. Bà anh em quân bắt đầu là buổi sáng nay là anh em quân tiếp tục hành trình đi lên núi nha mọi người. Mọi người, đêm hôm thì chỉ được con này thôi. Cái này không phải là được nha, mà là mấy anh em quân đang ngủ cái tại rừng là kiểu như là khách không mời mà đến nè mọi người. Nó đi trên đầu của mấy anh em quân ngủ nha. Cái tự nhiên mấy anh em quân dậy, cái bật đèn pin là thấy nó soi pha. Cái này là quân xin được phép không được quay nha. Đấy, còn bây giờ là mấy anh em quân tiếp tục đi vào kiếm chim chóc thôi mọi người nha. Kiểu như là vị khách không mời mà đến nha. Quân dậy soi cái đèn pin cái thấy nó bật pha lên, mấy anh em quân gọi nhau dậy, cái vây bắt nó, cầm con dao nha, mỗi người một con dao, cái thấy rượt nó chạy tít trên đầu này. Đấy, đêm hôm thì mấy anh em quân đang ngủ đây. Đấy. Mọi người, hành trình sáng giờ của mấy anh em quân không gặp được con gì luôn nha. Bây giờ mấy anh em quân tranh thủ về làm chế biến một cái món gì đó của vị khách không mời mà đến đêm hôm nha. Đấy. Sáng ra thì trời nó rất là nhiều sương mù luôn, nên là không gặp được con gì luôn mọi người. Không có xả này chứ? Có nghe la. La. Đá nhỉ? Hai cái cục to luôn. Chơi cục to mới đã. Lòng đắng thì mấy anh em quân nấu riêng nha mọi người. Còn thịt thì nấu riêng nha. Lòng đắng. Lòng là nấu chung với thân cây chuối. Còn cái tô bên đó nữa cậu. Cái này để bóp ăn sống được coi. Không thì để sống. Cái này đủ rồi, không đủ sống. Cái nồi bên đây là nồi lòng nấu chung với thân cây chuối nha mọi người. Còn đây là phần thịt. Thịt thì nó mỗi thịt không thôi. Hôm nay thì mấy em quân không có nấu ăn trong rừng. Đấy, vì đói quá, đi không có mang cơm ăn nha mọi người. Nên không có ở lại được. Mang về nhà, mặn luôn. Đấy. Bây giờ ngồi đợi khi nào chín rồi nhấc ra chiến thôi. Rồi. Lòng đã xong. Thịt. Vì anh Tèo không lên còn có cậu chán hết luôn. Đã. Rồi gấp làm miếng rồi cậu. Gấp cái nào đây. Gấp đi cậu gấp chưa? Lòng nè. Lòng cậu gấp rồi này. Bỏ luôn. Lòng nè. Đó. Lòng đắng. Cái miếng to này là cho nó đã. Thấy chưa? Rồi, làm tí. Tôi chưa làm nghe em nóng. Đấy, đừng làm một hồi. Phần này là phần gì ta? Phần trứng á. Trứng. Trứng bùn.
này cái này. Đúng. Sáng qua cái này. Cái cái người thấy gì về mấy cái ông Hải Sapa thích ăn cái này. Đúng rồi. Hèo á. Không mời cả nhà nha. Làm nữa. Đấy. Làm miếng nữa. Xin mời cả nhà cậu ăn nha. Ăn lòng đắng. Này không. Thôi. Buông xin phép đặt điện thoại nha. Nò rồi. Ăn cơm, ăn mài mới ăn. Lá là vừa lại mày lá gì ta? Vừa lại lá chỉ om á. Lá rừng chỉ om. Mấy tăng máy rồi. Không nữa. Lòng này mấy tăng máy. Đi đói quá, nấu ăn trong rừng. Mang về công ty, ở nhà làm những sạch sẽ. Nấu ăn trong rừng vẫn ngon không? Má của mẹ có cây cối. Dài. Dài. Cá này chắc mình cũng già. Dạ. Mấy con này ăn còn dài hết. Nó có mềm nữa. Nó có tròn nữa. Dạ. Mấy thứ kia. Bê, ăn miếng này. Nhưng mà có xà nữa đúng không ạ? Ừ. Cái xà. Cái xà thì khá thay thì củ của nó khá mẫu mẫu. Bỏ vô ở đây nữa. Rót nữa hết chưa? Rót quá. Đây mà ở trong rừng thì nó ăn chìm. Việc nhiều đây không đủ. Không đủ. Tháng cần làm lại ra lì một chuột nhỏ. Hôm qua mình đi sớm sớm thì được là được mấy con chim đồ đó. Ừ. Đi có tầm nếu mà đi tầm cần 1 giờ hay giờ đúng 1 giờ chiều đúng không? Ừ, chiều khoảng tím rồi. Giờ đợi anh tao lâu quá tới 4 giờ mấy 4:30 mới đây. Phải lại đi không trong ngày. Bọc bông tay, mình ăn tay, bọc tay ngon bọc hơn. Ngon hơn. Mắm chấm. Dài lắm. Cầm sắc to xin như là khó. Không đứt nổi luôn. Cần một chút ăn mới phải dài, ăn cũng ngon hơn. Rồng nè, ăn còn rồng nè. Ừ. Cái đó cái gì gan à? Gan. Dạ. Yeah. Lòng nó tan hết rồi. Ừ. Rồi này đầu. Cũng may là hôm qua mình ngủ lại trong rừng là không có mưa. Nếu mà mưa hơi bực cực á. Thì ngủ cũng được. Vậy bằng đèn sót nữa. Tèo lâu vậy. Bề ăn này. Ăn miếng này. Nhai đã phải nhai tới ngày mai đi học rồi. Dài. Cha hãy con này là nhanh nhưng mà không được nữa. Ừ. Dài hơn nữa. Còn đực nó to. To hơn nữa. Còn đực nó to hơn con này. Cái. Ừ. Nếu mà mình gặp được con này gặp mày thì con cuối cùng được tiền đấy. Bắt được con được tiền thì được. Là chắc con đực. Anh Long cậu. Không đăng máy đâu. Nó sợ đổ nước nhiều quá. Ừ, giờ nấu nước nhiều. Nước nhiều đúng không? Nước ít thôi. Đó, được nhiều này. Đổ gần cái tô kìa, tô trắng kìa, tô sứ kìa. Nhưng mà đổ cỡ một nửa chén được. Vừa có cái cục nó đông một xíu. Ăn nó đắng. Nó vô hết chỗ cây chuối nè. Nước nhiều nó tàn hết rồi. Không phải chuối
nó trùng vào nhau lòng con chuột á. Lòng chuột là nó trùng với tâm phục hay là cái gì ta? Mông dốc. Mông dốc là nhịp bữa đó. Không biết mông dốc mà mình về mình nấu là nó nấu nát luôn á. Nó cằn. Mông dốc là hả? Nó mềm. Mềm với cậu không biết hả? Tâm phục là cái mông dốc nó là giống tâm phục luôn. Ý là mông dốc là chủ yếu là ở gần nước. Còn tâm phục là ở trên cạn, trên khô, rừng á. Bữa nào mình lên xem tiếp những bài kia được gặp được hai mấy cái bữa là nấu gặp được con sóc nấu cái lòng nó ăn đậm hơn cái này xíu sóc này con sóc còn có thì có ăn vừa ngọt đi chứ thế nào để anh tèo lâu quá là con với cậu chán hết luôn. No luôn thì bà mới ăn cờ đá nó là xuống đi xuống chỗ con ở dưới đi săn gà rừng đúng kìa đó hả đi mạnh mẽ nó là giờ chiều nghe cái khu vườn cao này kia nhưng mà nó mới nghe nó kêu có tầm mấy giờ đó mình cắn 4 giờ 5 giờ mới đặt được đó bắt bè có chiều mình đi thường mò nó thì còn đó mệt điện gì là dính nhằn còn đó đúng cái giường là không nhằn nay thì ở chỗ đó hôm qua thấy thì mấy cái đoạn bên kia chỗ về đường xe bộ hoàng đó mình bắt cái con chim là cũng bắt được rồi chỗ đó thì nhường có cái gà lồi á thấy là bơi đấy mấy cái đá cái lát khô đó chắc còn nhiều khô á nhiều cái dập về thì xa đắng nào thì nó xả đi tới đó cũng xả nó mấy cái trên kia đi cũng xả họ chỉ làm mấy cái gần thôi đi tầm 2-3 tiếng cũng mệt quá làm sao đi là đi nằm 2-3 đêm quá nằm 2-3 đêm đêm đủ giống như ngày hôm qua đi quên cả cà phê không mua cơm thì không mang hồi nãy cà phê nhà uống một gói cà phê mới tỉnh táo tắm nước gì gội đầu còn chưa tắm được chắc chiều gì mới tắm anh này một đàn bồi này nắng rừng đông tai dài đập với lại mùa này mùa khô á đi cũng khó nhưng mà có nhiều nhưng mình có sẵn 2-3 ngày mình tắt từ lúc mình mở xe chỗ đó mình lên đó một xíu định đoạn kia kìa chỗ về ngay chỗ thương lượng kìa xíu cầu mình về mình nắm xem chìm gì mà xong lại đó suốt thương lượng đó mình về cứ gì kìa đó là già như là lội với cái mấy con sóc mình tắt chỗ kìa một chỗ nào mà có rần nhiều là tắt phải dính mình tắt bằng chỗ mà thông thoáng rộng rãi ít khi đi gà rừng ở trên đại cảo nó chắc không có chứ tới mùa thôi tới mùa là không đi nát hả? Có không có lúc rồi tới mùa là tháng 12 tháng 1 này thì lúc là trời nắng mùa khô á hết nước là đằng nào cũng đi chỗ cái nguồn nước cái gà nó cái chân đỏ nó to nó gà gì này gọi là sẩm nó tóc nó có giống như họ giống như con ừ đúng rồi con đó cái đuôi cũng đẹp không xòe ra là giống như con mắt xong về tâm rửa ngủ vậy không chẳng qua lại dài chủ yếu ăn qua rừng có mình ăn có ăn giờ những gì những để không lèo làm mè có con nào đó nếu mà hôm qua nếu mà được gặp con này nếu mình
làm cũng hơi khó, thiếu nước thiếu gì cả không có nữa, suối còn xa mình đi. Bằng đi phát sốt luôn. Chú quê là Duyên Hải Duyên được. Đi nằm 2-3 đêm vô. Mấy cái mọi cái làm xíu này. Rồi làm miếng nữa. Quân xin tạm dừng video nha. Hẹn anh em trong clip tiếp theo. Chắc là đợt sau rồi đi vào hôm thì chủ yếu mình đi buổi sáng thì cũng chim đó. Đi buổi sáng chim nhiều. Cái vụ này đi buổi sáng. Mình thấy sáng sáng ngày như vậy không? Chim kêu nhiều lắm. Đó. Đi lên rất kỳ, mình nằm khoảng 8-9 giờ đó, cái đoạn đó mình có chim nhiều. Hôm bữa thì vừa rồi đi tháng 5, tháng 4 đi cũng tuần chỗ đó mà có chiều sáng thì cái chỗ đoạn gần này ít có đòi cào rồi. Thôi hẹn mọi người ở clip tiếp theo. Mọi người nhớ nhớ cho Quân một like và một lượt đăng ký kênh để đón xem những video tiếp theo của Quân nhé. Chào cả nhà. Bye.